họ của chú là bao nhiêu người mà bị cái tình trạng là chục người thật một chục người hả chú? đông quá, bên bà dì hết 3 người rồi. Rồi ở đây bà với lại em ruột của tôi ở bệnh tâm thần tâm tâm bệnh đó, Dạ. đó hết người 2 người rồi, rồi hết 5 người rồi. Dạ. Rồi ở Cần Thơ rồi, rồi 2 người nữa rồi, không lại đó cũng chục người chứ đâu phải. Em cũng cảm ơn ông trời cho em đứa con, có đứa con để cho mình cảm thấy mình tỉnh táo hơn, giống như là ông trời ban mình cục vàng á. Anh hiểu rồi. À, tiếp tục với cái câu chuyện của Kim Yến ở Hóc Môn, một cái cô gái tự nhận mình là người không bình thường, và hiện tại là em cũng đang chăm sóc một cái em bé cũng còn rất là nhỏ, đó là con ruột của em, là bé Bảo, năm nay khoảng trên 1 tháng tuổi. Hiện tại là Kim Yến với cái mong muốn đó là muốn cho ba của bé Bảo gặp mặt bé Bảo một lần cũng được. Và thứ hai nữa là về cái câu chuyện của Kim Yến thì mọi rất là nhiều người bình luận ở trên kênh là nói là Kim Yến là bị một cái cú sốc về gia đình, một cú sốc về gia đình nên là dẫn tới cái tâm lý của em là không có được ổn định. Và em cũng có chia sẻ riêng với cô Phút đó là vấn đề tâm lý về gia đình có ảnh hưởng đến với bố, và đặc biệt là bố của em, nên là em có thời gian gần đây em có những cái biểu hiện nó không có được ổn định. Thì hôm nay thì mọi người sẽ biết rõ thêm về câu chuyện của gia đình Kim Yến, cũng như đặc biệt là cái bệnh tình của mẹ của em, đó là thím hai. Hiện tại là bệnh tình của cô là nghe chú nói là bị tai biến rồi. Khi mà tỉnh giấc á, thì cô lúc nào cô cũng giật giật ở người trên là 24 trên 24. Mong thông qua clip ngày hôm nay thì mọi người có thể hướng dẫn cho gia đình cũng như là chỉ cho một cách điều trị tốt nhất đối với thím hai. Bây giờ mình sẽ trở lại gặp lại gia đình của Kim Yến. Ở cái tập trước thì mình cũng chia sẻ về cái chỗ ở của gia đình, đó là cái một cái chỗ trọ ở xã Nhị Bình 8 ở Hóc Môn. Thì cái chỗ trọ thì lúc trước là gia đình thuê một cái căn phòng là 4 người ở, lúc đó là chưa có bé Bảo. Thì bé Bảo sau khi mà sanh bé Bảo thì phải mướn thêm một cái căn phòng nữa, và cái chỗ ở gia đình thì không có cái chỗ mà để mà phơi đồ rồi, đó là phải nhờ phơi ở một phía bên hông của một cái khu trọ. Cho nên là đồ của bé Bảo nè mọi người, đang gần mưa rồi mình phải nhắc Yến để mà vô đem đồ vô. Mưa rồi đó em, có lấy đồ vô không? Hay là em để em bé đó ở trong rồi lấy đồ chứ gì sao em lấy? Ôm xíu rồi chút nữa để xong. Có biết ôm không? Có biết cách ôm không? Để vô lấy giùm. Ủa đồ này là chú hai giặt hay là Yến giặt hả chú? Con thấy chú hai với lại Yến làm như là không có thuận với nhau đây là chú. Đúng không chú? Thấy hai cha con nó làm như là hơi lạnh với nhau hả? Chắc là cái mâu thuẫn là cũng do từ lúc mà Yến mang bầu đúng không? Chú nào nhiêu tuổi rồi chú hai? 67 hả chú? Con đi đi chứ ba con đi được. Hôm qua thăm cô ba 2 người luôn. Em của ba em, cô ruột của em. Bệnh lâu lắm rồi. Bệnh gì em? Bị tâm thần mà nặng lắm. Đều phải xích cái chân lại, không dám cho đi bậy là đi lạc luôn á. Rồi ai chăm sóc cho cô bệnh?
Giờ là gửi bên trại tâm thần bên phường Tâm Bình, quận Thủ Đức á. Trại tâm thần Tâm Bình, Thủ Đức. Và cụ Văn Thị Thảo. Chà, có khả năng là gia đình của mình bị di truyền đó hả chú Hai? Đúng rồi, bà con tôi cũng bị vòng. Vậy đó, ngoài em của chú Hai ra là còn nhiều người nữa hả? Còn nhiều quá, bà con vòng bên nội bên ngoài đều có hết á. À. Chưa sinh ra em bé này con đâu có nhận ra ai đâu. Vợ con này là có người chị nó cũng bị tâm thần. Bên nội bên ngoại của Yến là bị hết bên tụi này, bên nội bên ngoại tụi này. Dạ. Rồi bên Yến là có người gì cũng bị bệnh tâm thần nữa. Dạ. Vậy là cái khả năng di truyền là cao. Rồi nó mới giờ nó mệt dữ mà. Vậy đó, Yến có chia sẻ riêng với lại con đó về cái cuộc sống của gia đình. Sống của gia đình, ý là Yến á, con của chú á, có chia sẻ với con, có nói chuyện với con là gia đình của mình là gốc ở Tân Bình. Gốc ở Tân Bình. Rồi chứ không phải là ở Hóc Môn đây. Không. Gốc của tụi này ở Tân Bình. Là lúc trước là cũng làm ăn như những bao gia đình khác. Bình thường thôi, không có cái gì phải xảy ra đó. Tôi tính là bán này về đây, mà về đây đô thị đâu có chỗ cắt đâu. Dạ. Yeah. Đó là để mà ăn lúng nước lúng núi không phải lỡ. Đó, vậy nó khổ vậy chứ. Có nghĩa là... Ý là có đem tiền về đây rồi, tính là cất nhà. Dạ. Yeah. Cất nhà đô thị lại nó làm khó, làm dễ riết. Rồi mình làm ăn thua lỗ rồi cái từ từ cái hết tiền luôn. Lúng luôn. Còn nữa. Cái đó có phải là lý do mà chú gọi là chú hết cái hy vọng để mà phấn đấu rồi đúng không chú Hai? Bây giờ mình 70 tuổi rồi phấn đấu gì nói để cho con nó phấn đấu lên chứ mình mới nhầm già. Dạ. Lú lẫn rồi. Không sao mà phấn đấu. Vậy đó. Chỉ có thể là cái lý do là Yến nó bị em nó bị di truyền chứ không phải là do cái tác động từ môi trường với lại gia đình. Di truyền, bác sĩ cứ nói dòng họ mình nên di truyền đó. Bao nhiêu người chú nhớ không? Dòng họ của chú là bao nhiêu người mà bị cái tình trạng là... Một chục người hả chú? Đông quá. Lâm đó chú kể ra ai cho con nghe được không? Ngoài... Đâu bên bà dì hết 3 người rồi. Bên bà dì, con bà dì á. Hay không? Dì là dì của Yến hay là... Dì ruột của tôi. À. Đó, còn chứ kêu bằng là bà lận. Dạ. Kêu bà dì. Rồi hết 3 người rồi. Rồi ở đây bà với lại em ruột của tôi ở bệnh tâm bệnh đó. Dạ. Yeah. Hết người, 2 người rồi, hết 5 người rồi. Dạ. Yeah. Rồi ở Cần Thơ rồi 2 người nữa. Rồi người lại rất cũng chục người chứ đâu phải. Cái đó là những cái thế hệ đầu hả chú, là kêu F1 đó. Là cũng như là bây giờ cháu của chú có ai bị không? Không. Chỉ có chỉ trong... Có, lúc trước, người trước không, người trước không, người sau này không có bị. Cái thế hệ sau này không bị. Không. Thế hệ sau này chỉ có nếu mà nghi là Yến thôi. Nghi Yến, nhưng mà Yến chắc là nó nhẹ, đỡ chút. Dạ. Rồi mấy người kia trời nó nặng thôi, quậy phá. Nặng là mình nhìn là mình biết liền luôn ha. Biết, phải xiền xích chứ thôi. Có người nó yên nữa là nó phải lấy cây để đập người ta. Nha. Nó có chuyện dễ đâu. Vậy là có khả năng là di truyền, nhưng mà ở cái thế hệ sau này thì gia đình mình không có, chỉ có Yến là có cái gọi là có xác suất là như vậy thôi. Xác thôi nhưng mà nó nhẹ, không được nổi nhưng mà còn phải người trước thôi, sau này nặng thấy mẹ. Đúng rồi. Phải người trước đi. Nên là hôm nay là con qua đây để mà ngoài cái việc mà hỗ trợ cho bé Bảo ra thì mong mọi người coi ai mà đã trải qua hoặc là gia đình ai mà đang có con em đang bị vậy đó thì liên hệ để mà giúp cho Yến. Thì còn trẻ mà chú. Rồi đang gặp có cái là đang chăm sóc cho con nhỏ nó cũng mình cũng không an tâm. Từ trước tới giờ là hồi nãy con có hỏi chú là về cái việc mà
Về trí óc của Yến đó thì chú nói là cũng không có biết nhiều đúng không? Không có. Nó cũng được biết thì anh được mà đôi khi nó cũng không nhớ. Thì thôi. Chứ rồi nó cũng không lớn nổi gì đâu. Nhưng mình đừng có kích động quá rồi nó sau này bị tặng. Em nó nói là nhiều khi có những cái hành động cho với bạn của em đó là có đó. Nhưng mà gia đình thì chưa có đúng không? Giờ này gần chiều rồi nên là cô chú rồi cũng đi làm về, trên đường về nhà trọ hết. Con của chú là mấy giờ về anh trai đó đó? Nó đi về dọc đường, nó còn chơi bạn của mẹ nó 8-9 giờ nó mới về đây. Dạ. Nóng cũng mù. Mà hôm mà mùa này cũng mưa cũng đỡ ha, đỡ chút xíu. Đỡ. Chiều là có mưa cũng đỡ mát. Cái phòng này lúc trước có ai ở đây không hay là phòng trống rồi, cũng may là mình mướn sát bên hai cái hộ sát bên cũng đỡ ha. Ở đó mà trước nhiều người đã mướn rồi đó. Đi nè. Tự nhiên may mắn là để phòng trống hả? Rồi tôi có nói với bà chủ chừa lại để chừa cho Yến bạn Thanh đẻ dạ. Khó khăn thì bạn vậy thôi để cho nó. Chứ mình mướn ở đây rồi một phòng riêng khác nữa là bao nhiêu tiền tháng Yến? Phòng kia của mình là 900, phòng đây là 800. Phòng số 1, phòng số 1 800, phòng số 2 900. Chú người Hoa hả? Đúng rồi, tôi gốc người Hoa. Cô ngủ từ khi nào mà tới giờ chiều mà chưa? Chú có cho cô uống thuốc? Uống thần thần đó, thuốc ngủ đó. Chú uống thuốc ngủ phải không? Hàng gì mà ngủ vậy đó. Bác sĩ ta biểu mà anh mình lên cơn quá, lên cơn uống 2 viên nhỏ trong im. Uống năm này qua năm nọ vậy luôn hả? Dạ, uống. Uống bao nhiêu năm rồi chú Hai? Nó 7-8 năm nay rồi. Là ngày nào cũng uống vậy đó. Cứ vậy là chứ để cho ba ngủ chứ thôi mất nước chịu không nổi với ba. Nó ngủ rồi. Một ngày ngủ một viên vậy là ngủ mấy tiếng? Hai viên chứ. Hai. Tối giờ 8-9 giờ tối mới thức. Mà thức thì tôi sợ lắm. Thôi thức thì lấy cái mà mò lấy cái hòn như bà đội lên rồi đập đầu vào tường ngoài. Mỗi lần thức là mình phải lấy nó một hẻm mình đội lên. Đá tùm lum. Chú có mấy giấy bệnh gì của cô không? Chú có giấy bệnh đi khám bệnh gì của cô không? Có mà Yến giữ rồi. Xanh gì đó. Rồi mỗi lần giật như vậy rồi làm sao mà ăn uống được hả? Bây giờ những đống chừng nào mà bán như vậy ngủ cũng giấc rồi, các bạn có bạch thật đại. Lên lại ăn uống trong quá, trong đó, trong tiếng, hai tiếng, bắt đầu lên cơn. Cứ như hoài thôi, mới lên cơn thì gặp cái đầu rồi đó. Chị ở đây là trước hay là sau gia đình của chú Hai? Mới lên có 1 tháng à. Mới lên tháng à. Tại em tính hỏi có biết về bệnh tình của cô Hai hay không? Em mới lên tháng em là. Dạ. Gia đình đó ở vậy là từ 10 năm rồi đó. 10 năm rồi đó hả chú? Dạ, là chú vậy là chú này biết nè. Biết, ở đây tôi biết mà. Ông bà ở gần có 10 năm nay nữa. Dạ. Rồi cái bệnh tình của thím Hai đó như thế nào vậy chú? Đó là bị tâm thần mà bị ta biến rồi đó. Dạ. Vừa tâm thần bị ta biến. Nghe nói là giật dữ lắm hả? Cái cơn bà là bà giật, bà đập đầu vô. Nó nguy hiểm hơn, gãy đầu. Vô đầu á. Không có ai nhà, có nhà thì ta cản được, không có bà đập vô đầu. Ủa, vậy là mỗi khi tỉnh cái là cứ giật suốt 24/24 luôn. Chừng nào uống thuốc cho an thần vô thì ngủ. Rồi. Có ở nhà thì không đỡ được, không có bả tự đập vô cầu thang vô tường ghê. Ủa rồi mỗi lần mà không có ai ở nhà vậy nguy hiểm sao? Ở đây ta đi làm hết có chủ nhật mới ở nhà. Nói chung là mỗi người cũng phải có công ăn việc làm chứ không có mà ngó đâu tới được nhiều. Thì có ở nhà thì có gì ta giờ ngó giùm chứ đi hết có ai rồi coi.
mới về nhà tọa lên. Mới về. Vậy đó. Tại vì bởi ngủ không thẳng cẳng nha, nó thằng cụ sai thuốc bao quậy. Dạ. Để cho giả thuốc hết rồi bạn bảo bạn mới tỉnh táo rồi bạn mới ăn uống. Khó khăn. Nhưng mà mấy cái thuốc an thần như vậy là nó có tác dụng phụ đó chứ không phải là để mình uống mà mình bác sĩ thì cho. Nhưng mà uống nhiều không tốt. Uống nhiều 7-8 năm nay đã mấy chú hai. Rồi mỗi lần thím hai thức như vậy là chú phải ôm thím hai hoài hay là sao? Ừ, hoài vậy rồi cho bảo vệ sinh. Cái bệnh này là mấy năm rồi chú hai? Thì đó, mấy 60 năm nay rồi, lâu lắm rồi. Rồi đã thêm cái biến nữa. Chú lấy về xách siêu cột thím lại đó hả? Không được, không được. Xách được không được. Cái lúc trước mà em gái điên đó, phải lấy xách ràng nó mới được. Ủa, vậy là lúc trước là em gái của chú là đem về đây nữa hả? Không, nó ở đây. Sau này nó mới... ở đây chú cột lại gì đó. Lúc trước là cô là thím này là chưa bị bệnh, là chú phải chăm sóc một người em gái bị tâm thần. Ba này mới về thì nó đã bị tâm thần rồi đó. Dạ. Còn nhỏ em nữa, rồi hai người quậy trời rồi cũng điên. Ừ. Hai người đều bị tâm thần hết rồi, mà cái nhỏ em thì cũng nặng hơn. Giờ gửi vô trại tâm thần như vậy rồi tiền nong như thế nào? Không, không có lo, mình không có lo gì hết ha. Ăn cơm hàng ngày là Yến là nấu hay là chú nấu? Nấu ăn nó làm. Cũng ở đây còn nấu. Ngay chỗ trán của cô đây còn thấy có chấm cái gì đây nè? Nó đập đầu nó u. Không phải chấm cái y như vết xăm nghe gì nè, xanh xanh đây. Đó. Như thấy không? Thấy. Trước nó đập đầu nó cục mới đập đầu cái đất ra. Nó đập đầu nó sợ luôn. Ê mọi người, về cái phần mà bệnh tình của thím hai, nếu mà mọi người có một cái hướng nào mà để góp ý đến với gia đình có một cái hướng để mà điều trị tốt hơn cho thím hai thì mọi người có thể liên hệ ở trên kênh Google Food hoặc là gia đình của chú hai đây. Chứ bây giờ như riêng cá nhân của mình thấy là bây giờ uống thuốc và như vậy là cũng không có được tốt đâu. Cứ giật suốt như vậy đó. Ai có những cái bài thuốc hay là cái phương thức trị bệnh như thế nào thì góp ý trên kênh Google Food. Cái phần mà bệnh tình của thím hai á, thì bây giờ con với lại mọi người cũng biết một chút ít. Còn chủ yếu là con muốn chia sẻ về câu chuyện của Yến với lại là bé Bảo. Thì con thấy cái quan hệ của chú với lại Yến làm như là gọi là hơi căng thẳng chút xíu không chú hai? Không có. Kể cái gì cũng biết qua hết. Dạ. Không biết có tính. Với lại chú cũng có nói là chắc có thể là Yến bị di truyền nên là bây giờ đầu óc cũng không có được thoải mái, nên là có thể là cái đó, cái việc mà có con mà ý muốn thì cũng đâu có trách được đâu, đúng không chú hai? Thôi. Thôi. Bây giờ chuyện nó đã lỡ rồi thì cái người có trách nhiệm thì họ không có vậy thôi. Chủ yếu giờ mình lo cho cháu mình, lo cho con mình thôi, đâu có nghĩ ngợi gì ha chú hai, thôi bỏ qua hết mọi việc ha chú. Dạ. Gái mà chú ơi, khó ấy lắm, gái khó giữ thần quá. Khó giữ thần quá. Hồi nãy em nó nói con cũng thấy cảm động là việc con hỏi là mấy cái người đó lạm dụng em rồi như thế nào, rồi thì em cũng có nói là họ cũng có cho tiền đó chú, họ cho tiền, cái con hỏi là tiền đó thì em sử dụng như thế nào, thì em nó nói là
về phụ thuốc cho mẹ, rồi cũng lo các thứ, chứ không phải là riêng em để mà em dùng cá nhân riêng. Nói nghe cũng tội. Cũng được thì nhưng mà con trai nó không ưng, không ưng thằng đó hả? Thôi chú nghỉ ngơi nha, con qua bển con gặp Yến chút nha. Dạ. Rồi chú ngồi đây, chú phải canh thiếm như vậy đó. Dạ. Sao mà khóc hoài vậy? Nó bị nghiện mẹ. Tập cho em đừng có đừng có ẵm hoài. Mỗi lần mà không có mẹ ẵm là khóc như vậy đó. Buồn là xíu nào cũng khóc nữa. Ủa mấy cái tả em bỏ vô thùng rác hay là em dục ở đâu vậy? Dạ em bỏ vô bọc xong rồi em cột lại bỏ thùng rác. Nè để bên đây cho chú quay phim nha. Nó nè nè. Rồi, rồi mẹ rồi. Mình ôm nó xuống. Bé này cũng quen hơn mẹ đây. Mình ôm nó xuống. Nhưng mà phải tập chứ để càng lâu là... Mà nó khóc lắm. Buông ra nó khóc riết bực bực. Nay anh sinh năm con chuột ha. Ừ. Mỏ thì mỏ chuột đó. Em đang đợi ba của Bảo lần có cái một cái họ với lại một cái tên. Hy vọng mình nó có trách nhiệm. Ví dụ như là thì mình cũng nhìn mặt nó xíu rồi mình không tin tưởng thì mình xét nghiệm cái ADN. Rồi mình nhìn nhận con mình để sau này mình còn có phúc. Có phước phần chứ đừng nếu mà cái người cha bị khùng bị khờ khờ dạy không nói, còn người cha tỉnh táo mà ai lại bỏ con mình, đúng không con tỉnh táo sao lại bỏ con. Nhưng mà nếu mà nó tỉnh táo với đàng hoàng á thì nhận con, còn nếu mà nó khùng khờ khờ thôi em không nói, mình tỉnh táo mình rất là thương con. Em có thừa nhận với anh á là em tâm lý em không có ổn định, đúng không? Dạ, tâm em... lý không ổn định là lúc trước khi mà chưa có em bé. Thì sau khi có em bé rồi giống như là chờ cho có phước á, để cho mình tỉnh táo lại. Để chăm em. Để mình giống như là tinh thần của mình như là cái nguồn sống của mình. Đây là đây là cho nó tỉnh. Anh hiểu ý em. Rồi khóc nữa rồi. Đòi ấm. Ba em có nói là gia đình bên nội là nhiều người bị bệnh về tâm lý hả? Em có nghĩ là em bị di truyền không? Em nghĩ chắc cũng có một phần nữa di truyền, do môi trường, do một phần di truyền, một phần môi trường sống nữa. Một phần là do gia đình nữa. Nè, anh nói cho em nghe nè, như vậy nha Yến. Gia đình chắc là một điều, em nghĩ là cái di truyền đầu tiên. Cái hai á, là do gia đình. Và cái ba môi trường sống, môi trường xã hội của mình đó, thì tạo nên con người của mình chứ. Em có từ khi mà em biết về cái những cái gì bất ổn ở trong người của mình đó, thì em có tập để mà tự cải thiện không? Lúc mà chưa sinh bé Bảo ra đó. Là từ lúc mà trước khi có bé Bảo á, là em nhìn người, em nhìn không biết ai hết. Cặp mắt em á, dạng như nó mờ mờ, nó không có nhận rõ ra được ai. Rồi mình không có ý thức được một số cái, một số chuyện mình không hiểu biết. Còn sau khi mà có bé Bảo, em thấy em cải thiện đỡ được phần nào rồi. Nên là mình tâm thần mình ổn định hơn chút xíu. Em có nghĩ là mình cần đi điều trị hoặc là như thế nào không? Cho nó ổn định hơn. Ừ. Không, em nghĩ giờ chắc cũng không có cần điều trị nữa. Không có cần dùng thuốc. Giờ tâm thần em cũng ổn định. Nhưng mà cái mình hơi nói nhiều xíu thôi. Anh thấy em cũng đâu có nói nhiều gì đâu. Mà
Nói chung bây giờ em mong muốn duy nhất á là hy vọng thằng bé nó có cha thôi. Em sợ thằng này nó khổ thôi, chứ bản thân mình làm gì á, bây giờ mình làm cái mình đi có tay cái chân, thì mình đi làm mình có tiền mình sống, mình có đồng lương mình sống được. Mình không có, nói chung á, mình không có, mình chỉ biết là mình lo ba mẹ xong rồi, ba mẹ sau này tuổi già rồi, sức yếu rồi, mình lo ba mẹ xong mà mình thấy mãn nguyện rồi, mình thấy con người mãn nguyện lắm rồi, mình đi làm mình sống thôi, thì tình cảm tới đâu hay tới đó. Còn em bé thì nó vô tội, em sợ là tội cho nó quá, nó không có cha thì nó không được tình yêu thương của cha, rồi nó cũng không có nhà cửa gì hết, rồi thấy tội lỗi quá. Ví dụ như thông qua cái clip ngày hôm nay anh đăng lên á, thì mọi người muốn giúp đỡ em trong cái việc mà điều trị cho riêng về mẹ em với lại em có đồng ý không? Em nghĩ là em không có thần kinh đâu. Em nghĩ giờ thần kinh em cũng ổn rồi. Còn riêng về mẹ em thì chắc anh nghĩ là nên cần sự giúp đỡ đúng không? Dạ. Riêng về mẹ em thì em nghĩ hy vọng là có sự giúp đỡ. Để chứ mà uống thuốc an thần như vậy hoài đâu được. Em cũng biết rồi đúng không? Chứ đâu có được. Mẹ em mà uống thuốc an thần là hình như đói nào phải uống thuốc ngủ rồi. Thì ngủ đang ngủ ở bên phòng đó. Dạ. Cái bệnh này nó khắc nghiệt quá. Bị tai biến viêm thần kinh nữa, thấy tội cho bà quá. Nè anh nói để anh nói cái rồi anh về nha. Thì như thế này nha Yến. Thì chủ yếu là anh chia sẻ về cái câu chuyện của em. Thứ nhất, mong cô bác anh chị, ví dụ như nếu mà có thương cho bé Bảo á, thì giúp đỡ cho bé về tã với sữa, đúng không em? Dạ. Tã với sữa phụ cho em để mà nuôi nấng bé Bảo. Thứ hai nữa là về cái bệnh tình của mẹ em, thì anh thấy là uống thuốc an thần như vậy hoài là không có được nha em. Uống thuốc an thần như vậy không được, phải có một cái hướng. Tại vì bây giờ bác cũng thím hai bây giờ cũng không có gọi là lớn tuổi mấy. Đó, nên là cũng phải có cái hướng để mà điều trị cho thím hai. Còn riêng về từ nãy em trao đổi với anh á, anh em khi đầu tiên anh với em nói chuyện á, em cũng có thừa nhận với anh á là em là người gọi là anh tạm nói nha, là người không có được bình thường. Nhưng mà từ nãy em nói ra về những cái việc mà lo về một người mẹ, lo cho con, đó là bé Bảo, một người con có hiếu với lại ba mẹ, đó là chú hai và thím hai, thì những cái lời nói của em thực sự là rất là đáng là để người khác để mà phải tôn trọng em. Tại vì những cái người bình thường mà nói ra những cái câu đó thì cũng nhiều khi dạ. Em cũng cảm ơn ông trời cho em đứa con là cứ nghĩ là kiểu cái duyên cái phận với nó đó, chứ cái duyên phận với nó đó. Là đã có đứa con để cho mình cảm thấy mình tỉnh táo hơn, như là ông trời ban mình cục vàng á. Anh hiểu rồi. Chứ lúc trước thì em không có hiểu chuyện. Em lúc trước là nhìn mặt em như một đứa ham chơi ham vui ấy, nói gì cũng hiểu, mà làm việc gì á cũng không biết là mình làm cái gì cho nên hồn á, là nửa tỉnh nửa mê như con khùng á. Cái đó là không phải là nãy em nói, ý là cái là khi mình có một cái đứa con rồi đó, là mình là đã có một cái trách nhiệm làm mẹ, nên là cái trách nhiệm đó lúc nào cũng có ở trong cái người phụ nữ hết, không ai có được. Hiện giờ là bé đang uống sữa gì vậy Yến? Dạ đi rất anh phai kêu, đi rất anh phai kêu. Đâu cái lon nó đâu cho anh xem coi. Rồi em lấy cho anh mượn anh xem coi. Từ 0 đến 6 tháng. Đi đắp anh thai khi 0 đến 6 tháng. Cháu nó đang xài cái này. Nhưng mà hiện tại em đang cầm cái hũ đi đắp anh pha, không có chữ IQ. Đúng ra nếu anh pha IQ. Về cách pha sữa rồi em cũng nắm gần hết rồi đúng không? Cũng biết rồi. Nhưng mà phải giữ vệ sinh cho cháu nha. Như thế này thì theo như anh quan sát á, là những cái lúc mà anh nói á, là như là em không tập trung. Tại vì em suy nghĩ vấn đề khác. Đang nghĩ là em cũng nghe anh nói nhưng mà đang để đồ làm này kia mà không tập trung được.
lại lỗ tai em nó hình như nó không được thính bên cái chán lỗ tai mình. Từ khi sanh tới giờ hả? Dạ không, lâu rồi. Ừ. Thôi anh về nha. Rồi anh như thế này. Cái rửa tay thì đã có gì em rút kinh nghiệm đây là rửa tay cho sạch sẽ rồi mình thử sữa gì. Đúng rồi, đúng rồi. Mình đừng có để cái miệng mình vô. Mất mình múc một cái muỗng hay là gì thử. Tại vì bé nó đề kháng yếu như hơn mình. Dạ. Nè. Mẹ đây mà con. Đúng rồi. Thôi anh về nha. Nè. Thì anh chỉ biết nói như thế này thì anh chúc cho em. Anh chúc cho em được nhiều gặp nhiều may mắn sau này. Chúc cho hai mẹ con nha. Được nhiều may mắn, được nhiều hạnh phúc. Nhiên. Thôi anh về nha. Ừ. Chào. Cái số điện thoại em đọc lại giùm anh cái đi. Dạ 0345000669. À. Số điện thoại đó mọi người có thể liên hệ trực tiếp với lại Yến đây. Có gì thì cần gì đó thì cứ gọi điện. Cách mà chăm sóc cho bé Bảo này. Thôi anh về. Con về nghe chú hai. Về ha. Không ngồi suốt vậy sao? Cái thời gian thím ngủ rồi chú không có ngủ luôn rồi. Ngủ gì được, mình ngủ quá thử người ta ngủ chưa, ngủ trưa còn này còn quá rồi còn ngủ được nữa. Hồi sáng mấy giờ là thím ngủ vậy? Rồi mới thức sớm thím mồ. Bả là 6 giờ mấy mà thức rồi. Rồi mấy giờ chú cho uống thuốc? Không có, uống đêm. Thuốc uống đêm. Là mấy giờ chú cho uống? 7 giờ. Ừ. Thôi con về nha chú. Còn cái lúc con bả lên cơn quá, không cho bả ăn nhiên nữa rồi bả mới chịu em nó chứ thôi rồi bả còn quậy còn dữ nữa. Dạ. Thành ra khó quá. Ừ. Thôi con về nha chú. Rồi, cảm ơn nhiều lắm nha. Không có gì.